Nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng sinh năm 1951 tại Sài Gòn, con của hai nghệ sĩ tài danh. Đó chính là nghệ sĩ Tư Minh và Ngọc Sướng, chuyên hát cải lương tuồng cổ, diễn viên của đoàn hát Phụng Hảo của bà Phùng Há. Nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng theo cha mẹ sống trong gánh hát từ tuổi thơ ấu. Năm cô 13 tuổi, Ngọc Đáng đã được cha mẹ dạy ca, dạy hát, nên biết là cha cô, nghệ sĩ Tư Minh thuộc về lớp nghệ sĩ tiền phong như các nghệ sĩ Ba Thâu, Ba Xanh, Năm Thiên, Văn Lâu, Tám Lắm, Bảy Quỳnh, Bảy Khải. Mẹ của nghệ sĩ Ngọc Đáng là nghệ sĩ Ngọc Xứng, đồng một thời diễn viên tên tuổi với các nghệ sĩ Ngọc Hương, Ngọc Hải, Ngọc Chăm, Sáu Ngọc Sương, Tường Vi, nên chỉ sau 2 năm học nghệ thuật do chính cha mẹ ruột truyền dạy mà không qua một trường lớp nghệ thuật nào. Năm 15 tuổi, Ngọc Đáng, nghệ sĩ đã là một diễn viên chánh trên sân khấu đoàn hát Thanh Bình, Kim Mai của ông bà bầu Bảy Quỳnh, Ngọc Hương tại gặp hát Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn. Hồi đó, nữ nghệ sĩ mới xuất thân trong nghề hát, nếu không phải là con cái hay là người thân thân tộc của ông bà bầu gánh hát, thì khó mà được ông bà bầu giao cho thủ vai, các vai hát đầu chánh. Trường hợp người nữ nghệ sĩ đó chính là phải thật là xuất sắc, vừa đẹp vừa ca hay hát giỏi. Khi xuất hiện trên sân khấu thì nữ nghệ sĩ đó có sức hút mãnh liệt, làm tăng doanh thu, có lợi cho bà bầu gánh hát. Nghệ sĩ Ngọc Đáng chính là một nghệ sĩ đặc biệt có sức hút khán giả. Cô sáng chói trên sân khấu như một ngôi sao cực sáng giữa vùng chờ nghệ thuật trong thập niên 60. Nữ nghệ sĩ trẻ Ngọc Đáng rất đẹp, da trắng, mũi thẳng, mắt sáng, nụ cười thật là duyên dáng, giọng ca trong trẻo hơn hết trong nữ hổ tướng, nhất là vóc dáng thon đẹp với động tác hồ quảng dễ thương. Nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng đã là thần tượng làm say mê biết bao khán giả mộ điệu. Nữ nghệ sĩ Bạch Mai là nghệ sĩ bạc đàn chị, nghề nghiệp và khả năng diễn xuất rất hay, nhưng cô cũng phải chịu nhường một phần về nhan sắc và duyên dáng của nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng. Năm 1973, Ngọc Đáng hát cho đoàn hát Minh Tơ, được nghệ sĩ Thanh Tùng rèn luyện tay nghề thêm vững chắc. Đoàn Minh Tơ hát thường trực tại gặp Long Phụng ở số 234 đường Gia Long cũ. Nghệ sĩ Ngọc Đáng nổi danh qua các vai Mạnh Lệ Quân, Đào Tam Xuân, Lưu Kim Đính, Lý Thần Phi, Bàn Quý Phi, Tiêu Anh Phụng. Đây là những vai chánh trong các tuồng cổ được xem là những tuồng kinh điển, vì trong các tuồng đó có những lớp diễn mẫu mực, đòi hỏi nghệ sĩ phải được truyền nghề một cách có căn bản. Tuồng Lưu Kim Đính, Giải Gái, Thọ Châu thì có lớp hát Sát Tứ Môn Thành rất khó hát. Tuồng Đào Tam Xuân và Tiêu Anh Phụng có lớp hát Loạn Trào, vũ đạo chải gói và múa kiếm khi loạn trào cũng phải tập rất công phu. Tuồng Mạnh Lệ Quân lúc bị thoát hài hay lớp Dạo Heo Nguyên với Vua cũng là những lớp khó hát. Nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng được chân truyền của cha mẹ là đôi nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng, sau được thêm sự chỉ bảo của nghệ sĩ Thanh Tùng, nên nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng trở thành một nghệ sĩ xuất sắc và có những vai diễn để đời qua các vở kể trên. Sau năm 1975, nghệ sĩ Ngọc Đáng về tỉnh Long Xuyên để hát tuồng cổ cho đoàn hát cổ Khánh Hồng. Cũng có lúc nghệ sĩ Ngọc Đáng được mời hát cho đoàn hát Múa Lửa của Bầu với Chợ Mớ. Trong đoàn hát, nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Tú, Trang Bích Liễu, Minh Kỳ và Hề Phú Quý. Năm 1988 đến năm 1990, nghệ sĩ Ngọc Đáng hát cho đoàn cải lương Nha Trang, sau đó trở về hát tại cho đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Được đào luyện trong nghề hát tuồng cổ, Ngọc Đáng hát tuồng cổ tuồng Hồ Quảng rất hay. Đến tuổi trung niên, cô chuyển qua hát các vai bao của Thanh Công xuất sắc. Khán giả còn nhắc đến nghệ sĩ Ngọc Đáng rất sang trọng và oai nghiêm trong vai
Ngô Quốc Thái tuồng Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, vài cố mẫu trong tuồng Thái hậu Dương Văn Nga, giai Lý Thần Phi trong tuồng Xử án Bàn Quý Phi, chỉ xem ba giai Ngô Quốc Thái trong tuồng Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, giai cố mẫu trong Thái hậu Dương Văn Nga và vai Lý Thần Phi trong tuồng Xử án Bàn Quý Phi do nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng thủ diễn, đủ thấy tài nghệ bậc thầy của cô trên sân khấu cải lương tuồng cổ, cải lương giả sử và cải lương hầu quảng, đóng vai ba bà mẹ, vai trong ba tình huống khác nhau, ba loại hình nghệ thuật khác nhau, nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng biểu hiện thật là tài tình, tâm trạng và lòng thương con của mỗi bà mẹ. Vương Giả kết nối tình thương con đúng mực theo nhiệm vụ của bậc mẫu nghi thiên hạ với lòng tôn trọng luật nước hơn tình nhà, dù phải ép bụng chịu nỗi đau để xử phạt con vai Lý Thần Phi, thì người mẹ qua cách thể hiện của Ngọc Đáng vẫn làm cho khán giả rơi nước mắt vì thông cảm được nỗi đau của bà. Tôi nghĩ là qua cách thể hiện tính cách của bà mẹ vừa trong ba loại hình sân khấu của Ngọc Đáng. Trường sân khấu có thể lấy đó làm bài mẫu để tập cho các diễn viên thế hệ nghệ sĩ sau này. Đến những năm tuồng cổ bị cô cũng thành công một cách dễ dàng. Nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng nhận được huy chương vàng hội diễn cải lương chuyên nghiệp toàn quốc trong vai Trần Bá Mẫu trong vở tuồng Gừng Thần năm 1982. Đến năm 1990, nghệ sĩ Ngọc Đáng lại chiếm được huy chương vàng thứ hai trong hội diễn cải lương chuyên nghiệp Hawaii Giáng Thu tuồng Đường Quên Đường Cũ. Nơi nghệ sĩ Ngọc Đáng khi hát tuồng xã hội thì hoàn toàn thể hiện được nhân vật tuồng xã hội, không có chút nào lai tập hay vướng thói quen khoa tay múa chân như trong nghệ thuật hát hồ quảng hay tuồng cổ. Cô có giọng hát tốt, cô ca nhạc hay những các nghệ sĩ được đào tạo trên sân khấu cải lương tuồng xã hội. Nghệ sĩ Ngọc Đáng có được ưu thế về nhan sắc khi cô hát các vai bà mẹ, vai một bà hội đồng hay một người đàn bà nhà giàu có ở thôn quê. Nghệ sĩ Ngọc Đáng có cái đẹp của một người đàn bà ở các miền sông nước Hậu Giang, một vẻ đẹp đầm thắm mộc mạc, phong thái chững chạc, nhân hậu. Khi vào một vai một bà mẹ mùa nghèo khó, nghệ sĩ Ngọc Đáng cũng quá trang một cách sạch sẽ tương tắc, không tạo cho khán giả một sự thương hại hay khinh thường. Trái lại, nghệ sĩ Ngọc Đáng vô vạ một người nghèo như vẫn tự trọng, có nhân cách khiến cho khán giả có một cảm giác thân thương, đồng cảm. Nhờ khả năng hát được nhiều vai nên nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng được mời thu video cải lương rất nhiều tuồng. Khán giả thấy cô có mặt trong các tuồng như Tấm Cám, Vai Son, tuồng Gánh Nặng Giang Sơn, giai Thần Phi, tuồng Thần Đồng Lưu Minh Châu, vai Thừa Cố Mẫu, tuồng Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, vai Ngô Quốc Thái, tuồng Chiếu Hồ Phù, vai Bà Ác, tuồng Mạnh Lệ Quân, giai Mạnh Phu Nhân, tuồng Nổi Quan Hoàng Hậu, vai Nhũ Mẫu, tuồng Nửa Đêm Chợt Tỉnh trong vai Ba Lực, tuồng Đoạn Trường trong vai Bà Hội. Một nghệ sĩ có khả năng hát nhiều loại vai, có giọng ca tốt, có sắc vóng đẹp như nghệ sĩ Ngọc Đáng. Theo Nguyễn Phương nghĩ, nếu như cô được sanh ra trước chừng 3 đến 5 năm, thì tôi tin nghệ sĩ Ngọc Đáng thế nào cũng có tên trong số các nghệ sĩ tranh giải Thanh Tâm, giải diễn viên triển vọng của ký giả Trần Tấn Quốc. Đó cũng chính là cuộc đời, mảnh đời, đường đi của nghệ sĩ Ngọc Đáng. Đó chính là tiểu sử của bà khi bà còn sanh thời. Nay những gì mà bà để lại, những giai tuồng trên, những vở diễn của bà đã để lại, đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả mộ điệu, trong lòng tất cả mọi người yêu thương bộ môn nghệ thuật cải lương mà qua lời ca tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Đáng. Tất cả mọi người cũng thành tâm nguyện cầu cho bà được siêu sanh tịnh độ. Đêm đêm dưới ánh đèn màu, sim y gật gỡ giai tuồng quá khá thân, khóc cười cười khóc người ơi, mong đem tiếng hát lời ca cho đời. Xin cảm ơn bà đã có mặt nơi trần gian này để mang lời ca tiếng hát, mang những vở tuồng giai diện của bà để lại cho khán giả, những người yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương, mang lời ca tiếng hát
bà đã để lại những tác phẩm đặc sắc, những vai diễn, những giai tuồng của bà ghi dấu ấn trong lòng khán giả một điều gần xa. Nay xin kính được tuyển bà đi về nơi đất mẹ. Tất cả mọi người, những khán giả xa gần yêu thương bà sẽ cùng nhau nguyện cầu xin cho bà được giảng sanh Tây Phương miền cực lạc quốc.